tay to, bắp tay đầy đặn này. Những cái điểm ở trên cơ thể của chúng ta, ví dụ như là bắp tay hay là phần eo, phần bụng mà hơi to một chút đó, mà mình thấy là nó là một cái khuyết điểm rất là nhỏ thôi. Chỉ cần biết cách lựa chọn áo quần làm sao nó phù hợp là hoàn toàn có thể là tự tin rồi. Chính mình cũng là một cái đứa có phần bắp tay rất là to ngày xưa, khi mà mình chưa biết phủ đồ này, cũng như là chưa biết cách làm sao mà lựa chọn được những mẫu áo để nó che đi cái phần khuyết điểm ở phần bắp tay ấy, thì mình khá là e dè nhá. Ví dụ là đi chơi với bạn bè này, lúc đấy mình kiểu là rất là bối rối, là không biết phải nên mặc cái gì, mặc như thế nào để cho nó vừa giúp cho mình tự tin này, vừa giúp cho mình kiểu xinh đẹp hơn ấy. Và mình cũng đã phải mất khá là nhiều thời gian để có thể là tìm được những mẫu áo phù hợp giúp cho mình che đi được khuyết điểm phần tay như thế này. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 5 kiểu tay áo rất là phù hợp che đi khuyết điểm phần bắp tay to. Các bạn hãy cùng cuốn xem hết video ngày hôm nay để xem là cuốn sẽ chia sẻ với các bạn 5 kiểu tay áo như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chi tiết thôi. Đúng, top 1, những kiểu áo có thiết kế tay phồng. Áo tay bồng là một cái item mà theo mình nàng nào cũng nên có ở trong tủ đồ, bởi vì với những mẫu áo tay bồng như thế này, nó sẽ được thiết kế ở cái phần vai, nó sẽ được bồng lên. Với thiết kế như thế này thì nó sẽ có được một cái độ phồng này, tạo nên cái vẻ bồng bềnh nữ tính. Và ngoài ra thì với kiểu áo như thế này khá là đa dạng về chất liệu cũng như là màu sắc, ứng dụng được trong rất là nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Những kiểu áo tay bồng như thế này đều có thể là phối với những cái item thời trang khác, ví dụ như là chân váy này để chúng ta đi chơi này, quần jean để chúng ta đi làm đi học này. Ví dụ như là các bạn có thể là chọn cho mình một chiếc áo tay bồng có kiểu dáng phối ren dịu dàng này, đặc biệt là những kiểu áo tay bồng mà được thiết kế kiểu cổ chữ V này hay là cổ vuông á, thì nó càng làm tăng được cái hiệu quả che cái phần bắp tay của chúng ta. Để có một outfit đủ tự tin, đủ năng động ra ngoài dạo phố thì các bạn chỉ cần phối áo tay bồng với lại những chiếc quần có kiểu dáng cơ bản như là quần jean ống rộng này, quần baggy này. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên là bổ sung thêm phụ kiện như là đồng hồ này, túi xách này, làm cho outfit của mọi người được hoàn hảo hơn, được hoàn chỉnh hơn nữa nhá. Top thứ hai, những kiểu áo được thiết kế tay dài gắn suông. Với những kiểu áo mà tay dài gắn suông như thế này thì nó sẽ giúp các bạn là che cái phần bắp tay từ cái phần vai đi trở xuống đến cái phần dưới phần tay của chúng ta, nó sẽ che được hết luôn. Với những kiểu áo này thì nó sẽ không có quá là bó sát, làm lộ khuyết điểm phần bắp tay của chúng ta. Và những kiểu áo tay dài thì nó sẽ được thiết kế kiểu là có form suông rũ xuống vai, sẽ tạo được cái độ vừa vặn này, mang đến cảm giác phần bắp tay của chúng ta được thon gọn hơn. Với áo tay dài dáng suông thì các bạn có thể thoải mái với nhiều màu sắc khác nhau, từ những chiếc áo có gam màu trung tính này đến những áo mà có những cái họa tiết độc đáo, hay là những mẫu áo loang, hoặc là những kiểu áo có màu sắc tươi sáng năng động này. Những màu sáng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có vẻ ngoài tươi mới hơn và rất là phù hợp với lại thời tiết mùa hè. Nếu như các bạn muốn tổng thể trông thon thả hơn thì các bạn có thể là chọn phối cùng một chiếc quần jean ống rộng này, hay là một chiếc quần baggy jean vừa vặn. Với cách phối như vậy thì sẽ giúp cho các bạn giống như là một quý cô hiện đại trẻ trung và thu hút nữa ấy. Nếu mà mọi người diện với áo sơ mi hay là những mẫu áo mà nó dáng dài á, thì mọi người nhớ là sơ vin lại nhé. Tại vì khi mà chúng ta sơ vin thì nó sẽ giúp cho tỷ lệ cơ thể của chúng ta được cân đối hơn, đồng thời thì nó cũng sẽ giúp cho chân của chúng ta trông nó sẽ được dài hơn và thon gọn hơn. Và đó là về kiểu áo tay dài dáng suông. Top thứ ba đó chính là những kiểu áo trễ vai. Với những mẫu áo kiểu trễ vai là một cái item đem lại cho người mặc một cái nhìn rất là nữ tính này, rất là ngọt ngào này, rất là dịu dàng này. Mọi người chỉ cần lưu ý là không nên lựa chọn những mẫu áo mà có phần tay mà quá là ôm sát. Tốt hơn nhất là các bạn nên lựa chọn một cái kiểu áo trễ vai được may với chất liệu là voan này, hay là chất liệu lụa này, hay là những cái chất liệu mà nó có độ mềm mại, nó có độ bồng bềnh á. Như vậy thì nó sẽ che được cái phần khuyết điểm tuyệt đối hơn, nó hoàn hảo hơn. Với những chiếc áo mà có phần tay thiết kế rũ xuống hoặc là có độ phồng nhẹ sẽ giúp người khác không quá là tập trung vào vị trí bắp tay của chúng ta. Nếu như mà bạn có một bờ vai thon này và xương quai xanh thì đây là một cái kiểu áo hoàn hảo để cho các bạn khoe khéo ưu điểm này và giấu đi những cái khuyết điểm của mình. Khi mà diện item này thì các bạn nên chọn một sợi dây chuyền có độ lấp lánh này để tô điểm cho phần cổ, phần ngực nổi bật hơn. Thì đó là theo quan điểm của cá nhân mình. Còn các bạn thấy như thế nào thì hãy chia sẻ ở phía dưới để cho mình biết với nhá. Thứ tư đó chính là những kiểu áo cổ chữ V. Một cái item có đầy đủ những cái chi tiết giúp cho thân hình của chúng ta được mảnh mai hơn, được gọn gàng hơn. Cái lưu ý quan trọng là các bạn nên lựa chọn những mẫu áo cổ chữ V mà tay dài, thì nó sẽ giúp cho các bạn là che được cái phần khuyết điểm là phần bắp tay của chúng ta nó tuyệt đối hơn. Với những mẫu áo cổ chữ V mà được thiết kế phần tay dài thì những thiết kế này nó sẽ có cái độ vừa vặn với bắp tay. Kiểu cổ chữ V thì nó sẽ tạo được cái độ quyến rũ này, cái độ sang chảnh nhất định. Với kiểu áo này thì một chút điểm nhấn phối ren ở phần cổ áo này hay là cổ tay càng làm tăng sự cuốn hút cho tổng thể trang phục. Các bạn chỉ việc chọn một vài món phụ kiện đơn giản, tinh tế để tạo sự nổi bật cho vẻ ngoài của mình là các bạn đã có thể tự tin dạo bước ở bất cứ nơi đâu rồi. Top thứ 5, những kiểu áo có tay áo vai lỡ. Áo vai lỡ là một cái sự lựa chọn rất là thông minh dành cho những bạn muốn che đi phần bắp tay to. Với áo vai lỡ thì các bạn có thể là lựa chọn áo thun này, áo sơ mi này, áo kiểu này, nói
chung là rất là nhiều kiểu áo. Mọi người chỉ cần lưu ý giúp Bún một điều, đó chính là lựa chọn những kiểu áo tay lỡ mà nó sẽ được may rộng hơn so với lại phần bắp tay của chúng ta, thì nó sẽ che đi được cái khuyết điểm phần bắp tay của chúng ta sẽ tốt hơn, với độ dài hợp lý nằm dưới khuỷu tay một chút này. Với kiểu áo này thì cái phần bắp tay của chúng ta sẽ được giấu đi một cách rất là tinh tế. Hiện tại thì những kiểu áo tay lỡ có rất là nhiều những item khác nhau để cho các bạn lựa chọn, từ áo thun đơn giản năng động đến những mẫu áo sơ mi mang kiểu dáng thanh lịch, hay là những chiếc áo kiểu đẹp điệu đà và bánh bèo. Nếu muốn đổi gió sang phong cách nữ tính thì các bạn có thể là diện một em áo kiểu tay lỡ với lại những mẫu chân váy dài. Còn nếu mà các bạn muốn một phong cách kiểu năng động trẻ trung và cá tính thì có thể là phối với lại quần jean hoặc là những cái mẫu quần short thì cũng đều sẽ giúp cho các bạn rất là năng động và tươi mới á. Và đó là năm kiểu tay áo phù hợp để che đi cái phần bắp tay to của chúng ta. Mình sẽ để link sản phẩm ở phía dưới phần mô tả để cho các bạn tham khảo nhá. Và đặc biệt là có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi đối với những đơn hàng online á. Mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video nhá. Mình hy vọng là mọi người sẽ ghé thăm và ủng hộ chúng mình. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi hết video của nhà phố ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.